Rồi, chào mừng các bạn đến với khám phá tới đây. Mời các bạn cùng thăm vườn cao su Bạc Ngàn. Lâu lâu chúng ta đổi không khí một chút các bạn nhé. Chúng ta thăm vườn cao su ngang dọc này, thẳng tắp các bạn. Thẳng tắp luôn. Thẳng tắp. Trừ cái cây ngầu bìa này ra, Còn cái kia hàng trong là thẳng tắp các bạn. Đây, thẳng tắp luôn. Đẹp không các bạn, vườn cao su. Tất cả những các bạn ở những vùng đất như miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và những vùng đất trồng cao su thì không lạ lẫm gì với chuyện này các bạn, rất là bình thường. Nhưng mà video này để giới thiệu với những bạn đôi lúc lại chưa bao giờ tiếp xúc đến cái vườn cao su, để chúng ta cùng, hoặc là chỉ biết sơ sơ qua thôi. Do đó là đôi lúc có những bạn biết vườn cao su rất kỹ được, ôi cái video này quay vườn cao su có cái gì đâu, đúng không? Nhưng mà vườn cao su thật sự mà nói thì nó có cái vẻ đẹp riêng của nó. Những người đã có vườn cao su rồi thì họ cũng biết được điều đó. Đôi lúc mình gần cái đẹp nhiều quá cho nên mình thấy nó bình thường. Giống như hồi xưa mình coi phim Ván Bài Lật Ngửa các bạn. Nguyễn Thành Lung, Nguyễn Chánh Tín đóng vai Nguyễn Thành Lung đi trong vườn cao su rất là thích luôn đó. Rồi ở dưới thì lá vàng đó, vườn cao su mình cứ ở đâu mà có cái vườn mà đẹp ghê luôn. Thì ra đây là vườn cao su, và tất nhiên lớn lên thì mình biết đó là vườn cao su rồi. Và đây cho những bạn trẻ nào chưa biết đến vườn cao su thì chúng ta được biết. Cao su này, vườn cao su này nó mới vừa thay lá xong các bạn. Cao su mùa này thì nó có vườn thì đang thay lá, có vườn thì mới vừa thay lá xong để chuẩn bị vào mùa cạo rồi. Các bạn nhớ nhấn like, chia sẻ video và đăng ký theo dõi ủng hộ kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây các bạn thấy xa thẳm kia kìa. Xa thẳm luôn. Một đường thẳng tắp luôn các bạn ha. Thẳng tắp luôn này ha, phóng lại các bạn coi. Đi lại phóng lại, càng ngày là một đường thẳng tắp rất là đẹp luôn. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúng ta đang đi trong vườn cao su các bạn. Vườn cao su thẳng tắp rất là đẹp. Đây, xa xăm thẳng tắp luôn à. Đẹp chưa? Là ở ngoài này là đường nhựa. Đường nhựa đó từ lộ vào. Đẹp quá, vườn cao su đẹp quá. Những bạn ở gần vườn cao su thường xuyên thì thấy nó bình thường lắm đúng không? Nhưng mà những bạn chưa thấy vườn cao su thì sẽ thấy rất đẹp.